Litaco, công ty năng lượng tiên phong trong hành trình tiến về kỷ nguyên mặt trời. Công ty Litaco được thành lập từ năm 2008 bởi các kỹ sư của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Những cổ đông sáng lập đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty nước ngoài và nhà nước liên quan đến công nghệ thông tin và xây lắp điện. Với ý tưởng cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật để tham gia các dự án xây lắp viễn thông và xây lắp điện đang rất tiềm năng. Do đó, công ty có tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Lâm. Với định hướng như vậy, nên từ những ngày đầu thành lập, công ty đã chú trọng tập trung phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật và kỹ sư để cung cấp cho các công trình điện đang rất thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao. Giai đoạn này, phần lớn các công trình mà công ty đã tham gia là các công trình đường dây và trạm biến áp hoặc điện động lực cho công trình nhà máy, nhà cao tầng. Công ty cũng rất tự hào vì đã tham gia nhiều công trình lớn như tòa nhà Bitexco Financial Tower, The Grand Hồ Tràm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trung tâm thương mại Vivo City, tòa nhà điều hành của tập đoàn Sun Group ở Phú Quốc. Ngoài ra, giai đoạn này, công ty cũng tham gia thi công một số hạng mục của các dự án nhà máy nhiệt điện khí VN3 Nhân Trạch, nhà máy nhiệt điện than Thiên Hải 3, sân bay Cát Bi Hải Phòng và rất nhiều dự án khác. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, làn sóng đầu tư nước ngoài tràn vào Việt Nam ngày càng cao, công ty nhận thấy rằng cần phải liên kết các công ty nhỏ của Việt Nam lại với nhau để tạo thành một liên danh đủ sức thi công các công trình quốc tế tại Việt Nam. Vì vậy, công ty quyết định đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ điện Liên Thành Việt Nam, gọi tắt là Litaco, với ý nghĩa là liên kết thành công. Và kể từ đó, công ty bắt đầu tham gia các dự án của các đối tác nước ngoài như tập đoàn năng lượng Ostom của Pháp, Lotte của Hàn Quốc, tập đoàn giấy lớn thứ hai thế giới Lienman của Hồng Kông, tập đoàn CS của Hàn Quốc, Schneider Electric, tập đoàn CG của Hàn Quốc, công ty điện mặt trời First Solar của Mỹ. Kể từ khi chính phủ ban hành quyết định 11/2017 ngày 11 tháng 4 về cơ chế khuyến khích điện mặt trời, thì Litaco đã trở thành một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực này, thông qua các chương trình đồng hành cùng EVN, tổ chức các buổi hội thảo để tuyên truyền lợi ích, chia sẻ kiến thức về điện mặt trời cho các công ty khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp cũng như những ngân hàng quan tâm lĩnh vực này. Và các hội thảo của Litaco đã thu hút rất đông cá nhân và doanh nghiệp ở khắp cả nước quan tâm đến lĩnh vực điện mặt trời tham dự. Có thể nói, sức hút từ điện mặt trời là rất lớn và thông qua các chương trình này đã làm cho thương hiệu điện mặt trời Litaco lan tỏa khắp miền Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, kể từ sau khi có quyết định 11/2017, Litaco được xem là công ty lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình số 1 miền Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, từ năm 2018 đến năm 2019, Litaco và hệ thống các đại lý đã lắp đặt trên 3.000 solar rooftop trải dài từ miền Trung cho đến tận miệt thứ của tỉnh Kiên Giang và vùng thất sơn xa xôi của tỉnh An Giang. Bên cạnh việc là nhà thầu lắp đặt trọn gói điện mặt trời nối lưới, Litaco còn liên kết với các công ty dịch vụ năng lượng của Anh, Đức, Singapore và các tổ chức ngân hàng như Sacombank, HD Bank để mang đến cho các khách hàng các giải pháp tài chính linh hoạt khi đầu tư lắp đặt điện mặt trời cho doanh nghiệp. Theo dự báo, trong 10 năm tới, nhu cầu điện năng mà Việt Nam cần để phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu sử dụng của người dân sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện tại. Trong khi thủy điện lớn đã không còn dư địa để phát triển, nhiệt điện than thì bịt mù khói bụi và hầu hết các quốc gia trên thế giới đang đóng cửa dần các nhà máy nhiệt điện than. Ngoài ra, nếu trước đây Việt Nam là một nước xuất khẩu than, thứ nguyên liệu mà có thời được ví như vàng đen, tưởng chừng như vô tận này, thì giờ đây Việt Nam trở thành một trong các quốc gia nhập khẩu than lớn nhất thế giới, cho nên Việt Nam không còn tự chủ về nhiên liệu. Dầu và khí trên Biển Đông khai thác ngày càng khó khăn, trong khi điện hạt nhân thì đã tạm dừng từ năm 2016. Và không còn cách nào khác, Việt Nam buộc phải điều chỉnh lại quy hoạch phát triển năng lượng của mình để phù hợp với tình hình của đất nước và phù hợp với xu hướng tất yếu của thế giới. Đây cũng là thời cơ để Việt Nam làm một cuộc cách mạng về năng lượng và cuộc cách mạng năng lượng lần này gọi tên điện gió và điện mặt trời. Vì vậy, trong những năm tới, Litaco sẽ tiếp tục thâm nhập sâu rộng vào solar rooftop dân dụng và doanh nghiệp, solar farm nổi hay còn gọi là điện mặt trời mặt nước. Các nhà máy lưu trữ năng lượng công suất lớn, phát triển chuỗi các đại lý và các đại lý ủy quyền trong toàn quốc, thành lập các trung tâm sửa chữa và bảo hành trong toàn quốc, nhận vận hành và bảo trì nhà máy điện mặt trời, đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ,
tư vấn đầu tư và tư vấn giải pháp thiết kế điện mặt trời. Thời gian qua, nhận thấy được tiềm năng về điện mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung, rất nhiều công ty startup ra đời, bên cạnh các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực khác cũng chuyển sang tham gia lĩnh vực này. Nhưng Lithaco tự hào là một trong số ít các công ty lắp đặt điện mặt trời được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn để giới thiệu cho các khách hàng. Vậy tại sao phải chọn Lithaco? Có thể nói trong lĩnh vực điện mặt trời, Lithaco được xem là công ty toàn diện nhất Việt Nam hiện nay. Do trong lịch sử thành lập và phát triển, công ty đã tham gia đầy đủ các lĩnh vực liên quan đến ngành năng lượng, từ cơ điện, điện động lực, đường dây và trạm điện, nhà máy nhiệt điện, vận hành và bảo trì, điện mặt trời dân dụng, điện mặt trời doanh nghiệp. Do đó, khách hàng lựa chọn Lithaco là bởi vì các thế mạnh sau đây. Sử dụng tấm pin cấp 1 thay 1 theo bình chọn của Bloomberg. Các tấm pin thuộc G7 và biến tần Made in Germany. Bảo hành tấm pin 25 năm và bộ inverter 10 năm, trong khi thị trường chỉ 5 năm. Thi công lắp đặt nhanh chóng, công ty được EVN tín nhiệm và lựa chọn để giới thiệu cho khách hàng. Công ty được các ngân hàng lựa chọn hợp tác đồng hành. Kinh nghiệm trên 12 năm và lắp đặt trên 3.000 solar rooftop. Có đội ngũ lắp đặt và đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm. Có các trung tâm sửa chữa và bảo hành trong toàn quốc. Có nhiều giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng lựa chọn. Thế giới đang tiến vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0. Nó kéo theo cuộc cách mạng về năng lượng và cuộc cách mạng năng lượng lần này sẽ chứng kiến làn sóng khai tử các nhà máy nhiệt điện than. Tiếp theo sẽ là điện hạt nhân. Để bước vào kỷ nguyên năng lượng tái tạo, hay nói cách khác, nó là cuộc hành trình tiến về mặt trời. Lithaco cũng đang tham gia trong hành trình này và muốn đuổi kịp thế giới. Không còn cách nào khác là vận dụng một cách khác thường thành tựu công nghệ của nước Mỹ, học tập và thẩm thấu tinh thần khởi nghiệp, trí tưởng tượng của người Israel, cộng thêm niềm tin và hy vọng. Lithaco, tiên phong để dẫn đầu. Hãy hợp tác với chúng tôi để cùng chia sẻ lợi ích và cùng nhau thịnh vượng.